sáng nhân gian. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Trên đất nước mến yêu, cuộc đời còn vất vả và niềm mơ ước chắp cánh bay xa. Ta chung sức góp công, tương lai sẽ đẹp hơn ngàn con suối nho nhỏ và tâm lòng ta. Lãnh đạo ban của Đảng ủy, ban nhân dân, hội đồng nhân dân và ban chấp hành quốc phường và các cơ quan và ban ngành quận này, ngày 15/4/2020 là ngày cuối cùng của 15 ngày cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Công ty 27077 Vĩnh Đạm, Ontario và bên Canada và gia đình là anh Bùi và các nhà ở trong gia đình có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn và những khó khăn giữa mùa dịch Covid này. Họ có 40 phần quà, mỗi phần quà là 870.000. Sáng hôm nay vừa kỷ niệm của gia đình tổ dân phố số 3 tổ chức cho gia đình ăn quà tại điểm chốt này. Hôm nay về dự cái buổi lễ trao quà này, tôi xin trân trọng giới thiệu với gia đình và tất cả mọi người đồng chí Lê Việt Hải, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Ngân, chủ tịch mặt trận tổ quốc phường, thay mặt cho đảng ủy ủy ban hôm nay đến dự cái buổi lễ hôm nay, xin kính nhiệt liệt chào mừng. Và xin trân trọng giới thiệu là đây ông bà Thành Bùi, Đoàn Đức Thành và Lê Thị Bùi là giờ có các con đang ở Canada thành lập một cái công ty này. Và hiện nay người ở ngõ 79 từ đời xưa rồi đấy, và bây giờ đi sang được. Và đây là các em của các chị em ở trong gia đình, chị và trong gia đình nhé, thì hôm nay cũng cùng về để làm cái chung tay góp sức với lại nhân dân của dân phố. Trước hết là cảm ơn những tình cảm, những đóng góp của các đồng chí, các cơ sở, các dân tộc Cuba đóng góp phần vào thành công chung của cuộc chiến của các bên trong thời gian qua.
tại tổ dân phố số 3 này. Tôi thì nói chung là những người con của thành phố Hải Phòng không có nhiều gì hơn cả. Coi như là cái dịch này, coi như tất cả mọi người dân của thành phố mình bây giờ đã nghèo càng nghèo thêm. Tôi chả có mấy lòng nhiều với tôi, coi như là người con Hải Phòng nhất là tôi là người Việt Nam. Cho nên tôi cũng ít nhiều chung tay ủng hộ mọi người giảm bớt khó khăn rất nhiều của các dân phố. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian, với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Trên đất nước mến yêu cuộc đời còn vất vả và niềm mơ ước chắp cánh bay xa, ta chung sức góp công tương lai sẽ đẹp hơn ngàn con suối nho nhỏ và tấm lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian, với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Càng sáng ngời rừng hồng niềm tin giữa lúc bom rơi, tương lai dấu khó khăn vẫn có bao niềm vui trong ánh mắt bao người và trong lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian, với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Thay mặt cho bà con cảm ơn trên đất nước mến yêu cuộc đời còn vất vả và niềm mơ ước chắp cánh bay xa, ta chung sức góp công tương lai sẽ đẹp hơn ngàn con suối nho nhỏ và tấm lòng ta đó. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian, với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Đến với nhau bằng tấm lòng vàng để yêu thương tỏa sáng nhân gian, với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Với cuộc đời đầy nghĩa nặng tình sâu, người với người sống để yêu nhau. Đặt bàn tay lên trái tim mình, nghe thân thương hai tiếng Việt Nam. Sang điều cuống ca đầy hồn sông núi, thôi thúc ta cùng chung tay. Bạn và tôi vững tin, chiều người dân ta vững tin, mây đen tàn nắng ấm vương lên. Không ngại hy sinh hiểm nguy gian khó, bác sĩ vì bệnh nhân, người dân thành chiến sĩ. Trong trận quyết thắng hôm nay, quân với dân một ý chí, chống dịch như chống giặc, lời hiệu triệu vang núi sông. Việt Nam ơi,
xuất phát từ một cái lòng nó lành dùm nó rách của người Việt Nam mình và những người Hải Phòng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Và chúng tôi, gia đình chúng tôi, vợ chồng tôi coi như là cùng động viên các cháu của công ty, hai con tôi, con rể con gái tôi ở công ty 20798 Antonio cùng vợ chồng tôi là một, thêm một tí sức đóng góp và ủng hộ cho những người bà con của tổ dân phố số 3 của phường An Biên, một ít quà nho nhỏ để tỏ lòng, để tỏ lòng biết ơn và để cùng với nhân dân tổ dân phố và phường An Biên để chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.